một món ăn rất là dân dã luôn, đó là món mắm chưng thịt trứng. Mình có thể làm với lại mắm lóc nè, hoặc là mắm cá linh, mắm cá sặc. Với mắm cá linh hay là mắm sặc thì mình sẽ bằm cho thật là nhuyễn, hoặc là xay thật là nhuyễn luôn. Và hôm nay mình làm mắm lóc nha. Và mình khuyên chia sẻ cách mang mắm ra nước ngoài. Tức là khi mà mình mua mắm hoặc là mình làm mắm xong bên Việt Nam đó, mình muốn mang qua bên này thì mình sẽ bỏ đi cái phần nước này đi. Bởi vì là nếu mà nước là mình mang lên máy bay không được. Do vậy mình bỏ nước đi, mình chỉ mang cái con thôi. Từng cái con mắm như vậy xong sau này mình qua bên này, mình sẽ mua cái nước mắm ngon đó. Cái nước mắm của mình á, thật là ngon luôn. Mình chế vào đầy lên, ngập lên. Thì mình sẽ để ăn được khoảng 2 năm, rất là ngon luôn. Cái mắm nó sẽ thơm, thật là thơm luôn đó. Anh chị em và các bạn có thể thử nha. Thử cái cách mình khuyên chia sẻ. Cái này là nhà mình mang qua mình để được 2 năm luôn đó. Mắm rất là ngon, bây giờ nó màu nó ngon mà nó dẻ chặt luôn nè. Nó không có bị mềm, nó dẻ như vậy nè. Sau khi mình lấy xong, mình thấy nó lưng thì mình mới chế thêm nước mắm vô cho nó ngập nha. Và mình bỏ xương đi. Cái phần xương này mình đừng có bỏ, mà mình sẽ cho vào trong đông đá. Mình để khi nào mình cần nấu bún mắm á, mình lấy ra mình nấu nha. Hoặc là làm món mắm kho. Trong trường hợp mình không có mắm thì mình có thể mua ở tiệm Việt Nam. Mình lấy khoảng 150g mắm nha. Sau đó thì cắt nhỏ ra rồi mang đi xay. Sử dụng cối xay nào cũng được. Mình lấy cái này nó nhỏ xay cho tiện nha. Và cùng với lại 5g tỏi. Tiếp theo là củ gừng, hành tím, một trái ớt và một cọng hành lá này. Chút nữa mình cắt ra. Còn cái phần này thì mình sẽ xay. Và khoảng 300g thịt. Mình nên mua thịt có mỡ, có nạc thì lúc mình chưng mắm sẽ không bị khô. Hoặc là mình không có thích mỡ thì mình cũng có thể cho thêm dầu ăn. Nhưng mà thường là khi mình cho dầu ăn nó hay bị tách dầu ra. Lúc mình chưng nó sẽ bị chảy nước ra đó. Một số bạn hay hỏi mình khuyên tại sao mà chưng nó bị chảy nước. Cho vào đây nửa muỗng cà phê đường. Bằm cũng được luôn. Và cái thay nhuyễn như vậy. Phần mắm mình sẽ lấy khoảng một muỗng cà phê cái nước của mắm đó. Thịt vô đây. Trước khi xay thì mình trộn với cái này cho. Sau khi xay mắm xong thì mình sẽ xay củ hành, ớt và gừng. Và cái này mình sẽ xay nhuyễn. Xay như vậy là được rồi. Thịt sẽ xay cùng với lại cái đầu hành trắng. Và tùy thích, mình có thể xay nhuyễn hoặc là không. Xay vừa như vậy nè. Sau đó thì cho 5 cái trứng nguyên vô. Vừa lòng đỏ vừa lòng trắng. Và cái lòng trắng mình cho vô nè, mình sẽ chừa lại 2 lòng đỏ. Chừa 2 lòng đỏ bên ngoài để chút xíu nữa mình cho lên trên cho nó đẹp. Nếu anh chị em và các bạn có trứng muối, mình cũng có thể cho lên luôn, vừa đẹp mà lại ngon. Sau đó thì mình chừa ở ngoài 3 cái lòng đỏ, tức là trong đây có 5 trứng nguyên và 3 lòng trắng. Cho hành lá, cho tiêu. Tiêu mình nên cho nhiều nha. Sau đó thì trộn đều lại. Để nhanh thì mình cho vô cối hết rồi mình trộn cho nó lẹ nha. Và đều nữa. Nhà mình có con nít á, mình trộn như vậy thì sẽ quện giữa mắm với lại thịt thì nó ăn nó thích hơn. Trộn như vậy thì nó nhanh hơn.
hoặc là cũng có thể mình cho giấy nướng bánh xung quanh và bên dưới đáy khuôn này cho chút xíu mình dễ lấy ra nha. Sau đó thì cho vào khuôn muỗng mình dàn đều. Và hôm trước mình khuyên chia sẻ cái cách làm chả trứng hấp này đó, mình sử dụng dao mình gạch một cái đường chữ thập như vậy để cho cái phần trứng lúc sau mình hấp nó bị phồng. Sau đó thì có thể hấp bằng nồi thường, hoặc là nồi áp suất điện, hoặc là nồi áp suất đều được. Hoặc là cũng có thể chưng kích thủy, tức là mình cho nước vào nồi và cái lượng nước sẽ bên dưới đây thôi. Đừng cho nhiều quá, tức là khoảng 1/3 khuôn. Nếu mình cho nhiều quá là nó sụt lên đầy. Và bây giờ để cho cái phần này khi mình hấp nó không có bị nước đó, thì mình sẽ sử dụng cái giấy mình đậy lên. Mặt bóng mình để bên dưới nha. Hoặc là anh chị em và các bạn cũng có thể lấy cái đĩa hay cái gì đó mình đậy lên cũng được. Đây là vỉ người ta bán kèm thêm chung với nồi. Lượng nước cho vô sẽ là 2 cốc. Đây là nước tối thiểu mà mình cần phải cho. Rồi đậy nắp lại. Van mình để về ceiling. Mình sẽ bấm vào steam, tức là hấp, để more, thời gian 5 phút. Để quét lên mặt trứng cho đẹp thì mình sẽ cho dầu màu điều. Đây là dầu màu điều mình làm nó đậm màu thì mình cho nửa muỗng cà phê. Nếu mình dạy em và các bạn nào mình làm lợt hơn thì cho nhiều hơn nha. Hoặc là mình đánh lên mình thấy cái màu nó đạt rồi thì đúng ý mình. Nửa muỗng cà phê nước mắm. Và để cho cái lòng đỏ nó không có tanh. Thường thường là cái phía trên lòng đỏ nó hay tanh thì mình sẽ cho rượu trắng để cho chút nó bốc mùi lên đó. Và cái này mình chỉ pha khi nào mà gần lấy trứng ra thôi. Bởi vì là nếu mình pha sớm rồi chút nữa rượu nó bốc mùi. 1 hoặc là 2 muỗng cà phê rượu nấu ăn của mình đó. Và mình có thể cho dầu mè. Đây là dầu mè ép lạnh, nó có màu vàng. 1 muỗng cà phê. Sau đó mình đánh lên dầu và rượu với lại dầu mè. Nó sẽ làm cho cái lòng đỏ trứng nó giữ màu lâu và đẹp, đồng thời nó không có tanh. Rồi bây giờ mình chờ chút xíu nữa mình lấy ra thì mình cho vô, nhưng mà để cho nó không có bốc bay hết hơi rượu thì mình đậy lại. Hoặc là mình cũng có thể pha cái này khi nào mà gần xong rồi đó. Cẩn thận mình lấy cái này ra cho chừng nó bị chảy nước vô trong. Đó, chín rồi. Và để gần hơn để nhìn thấy rõ, đây cái phần mắm nó chín, bằng cách là xăm đũa vô. Mình thấy nó chín nè, và nó không có phồng lên. Nếu mà mình làm mình không có cắt một đường chữ thập thì nó phồng. Xăm đũa mình không thấy chảy nước nè. Giờ thì mình sẽ cho cái phần này lên. Nãy giờ mình đậy nó lại đó, để cái rượu nó bay hơi. Nhìn cái màu nó đẹp ghê chưa? Mình đừng đụng vô, mình đụng vô là chút xíu nữa nó xấu đó. Sau đó thì mình mở nắp như vậy luôn. Mình sẽ bấm vào saute và mình để more trong vòng khoảng 7 phút. Nắp nồi mình sẽ đậy hé thôi. Nhớ là đừng đậy kín. Nếu mình đậy kín là chút nữa cái phần trứng phía trên nó sẽ không có trong mà nó bị đục. Và sau khi đủ 7 phút thì nồi tự tắt. Để qua cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè, phần chả hay là phần mắm chưng của mình chín rồi. Và phía trên bề mặt mình sẽ thấy nó trong. Cho lên một chút xíu tiêu.
và cho ớt nữa. Và chả của mình đây, đẹp chưa? Mắm chưng của mình, màu sắc tuyệt vời chưa? Bây giờ nóng quá. Cũng có thể mình sẽ ăn cùng với lại rau thơm, chuối chát và khế nữa nha. Đây là phần mắm chưng của mình nè. Mình để một lúc, bây giờ nó tróc xung quanh ra. Mình sẽ lấy mắm ra nha. Bên dưới mình lót một cái ni lông folie để cho nó đừng có dính. Sau đó úp lại. Rất là dễ dàng. Rồi mình quay ngược trở lên nha. Để cái dĩa lên. Quay ngược lên. Hoặc mình cũng có thể mình để vô trong cái dĩa trang trí của mình. Đây. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong mắm chưng thịt trứng và cách trang trí dưa leo, trang trí cà chua cho một dĩa ăn. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật là ngon món ăn này. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bây giờ thì sẽ cắt ra nha. Khi mà mình chưng xong mình nhớ đừng có cắt liền. Mình để một lúc khoảng 5 phút sau cho nó nguội nguội rồi thì nó sẽ đứng, nó không có bị bể ra. Ngon chưa? Hấp dẫn vô cùng. Tuyệt vời. Giống như là ổ bánh bông lan luôn.